giải 11 cái để cho lấy cái top tống kim nha anh em ơi. Top thưởng top tống kim. Thưởng top tống kim. Thế kim. Cái top 1 donate cho 500 xu. Ok, top 1 đấy. Ok. Hai kim. Anh em có xe bên kim thoát bớt ra đi thì cho. Anh em nào không đánh thì đánh thoát bớt ra bên anh em khác đánh. Chứ anh em vào treo phí lắm. Cắn thuốc cho nó thật tay vào. Đúng rồi, cắn thuốc cho thật tay luôn. Lên luôn anh em. Đây, cái này là ban ủng hộ này. Đó. Không muốn chơi mà anh em cứ muốn thì làm thôi. Đúng rồi. Cắn đi cho nó uy tín. Hôm qua top 5 anh em ơi, hôm qua top 5. Một khó phết đấy. Một khó phết lắm, hãy đơn giản. top 2 donate 2 củ, top 1 donate 4 triệu. Anh chờ vlog này. Top 1 là vào như vậy hôm qua. Đúng rồi, hôm qua top 5. Anh chờ vlog là top 2 donate 2 triệu này. Top 1 donate 4 triệu này. Không biết được hay không mà vẫn cố gắng này. Đó, những anh em nào nói thì cố gắng thôi anh em. Lên được thì anh em donate, còn không thì thôi, vui vẻ là chính mà. Khó lên top 1 sao được. Hello Ân Hùng Phúc nha. Tôi donate cho ông 500 xu. Ok. Ông Khải lấy hai top 2, tôi donate 2 triệu liền. Ok này, rồi ok, hôm nay có cái kèo top 2 này, Khải cố gắng nè. Top 2 là anh chờ sẽ donate 2 triệu, ok luôn này, 30 kim này. Pha này Khải đánh cho anh em xem. Cố gắng top 2 này, top 1 top 2 này. Nói chung phải lên tinh thần chứ, giờ anh em donate 2 triệu mà mình phải cố gắng chứ. Rồi ok. 30 giây ăn phí top của lệnh bài. Anh em nào muốn leo top cơ. Ok ok anh chờ luôn, ok anh luôn. Cố gắng nè, cố gắng nè. Phải một kim chia đều là như thế nào nhỉ? Là top đó nếu hai ba người dính thì chia đều thôi em. Còn một mình em dính em anh, còn mà nhiều người dính thì chia đều. Là gọi là top chia đều đó. Và mình có ích thì mình sẽ được. Rồi ok anh em luôn này. Quá. Quá thơm này, cái kèo này quá thơm này. Khắc bọ. Kính đi bà con. Kính đi bà con. Đây. Let's go. Trời ơi, không chạy nổi không? Trời ơi, chạy không nổi đâu. Hai phim thì nó cũng tùy theo thế trận anh em. Có ngày thì ngon thì dở lên top, ngày khó thì khó lên top. Tại vì các phe nó đi khắc bên nhau á, không có cùng nhau được. Cố gắng đam hên xui thôi. Cứ chỗ nào đông mình đam luôn em ơi. Hôm qua thì top 5 thôi em, hôm qua top 5 thôi. Rồi, vô thớ trận ngon nè. Anh cái góc này đẹp. Anh cái góc này đẹp nha anh em. Mười, 11 mẹ ơi. Canh nhiều. Còn 11 bình máu.
16 bạn rồi, top 2 anh em. Đang top 2 anh em. Khả năng top 2 anh em ơi. Top 1 2 cũ hả? Top 2 1 cũ, ok anh luôn này. Ok anh Quang Phạm này. Nói chung là rất là nhiều anh em donate top 2, top 3, top 1. Ok là Khải Quán top 1 2 3 anh em. Anh chờ thì top 1 là 3 cũ, top 2 là 2 cũ này. Anh Quang Phạm là top 1 là 2 cũ, top 2 là 1 cũ này. Ok này, rút này, mua máu này anh em ơi. Giữ liên chạm này, liên chạm 16 rồi nha. Hiện tại Khải đang top 2. Thì đừng quên cho một like chia sẻ này em ơi. Tối nay trận tổng kim kèo khá là gắt, Khải cố gắng đánh này em ơi. Trận tổng kim tối nay khá là gắt, cố gắng đánh lên cái top này. Không biết top bao nhiêu nha anh em. Ui da, ui da. Trời ơi, liên chạm 25 anh em ơi, trời ơi. Rồi ok làm lại, trời ơi, pha đó mình kinh công ra vẫn chết anh em, uống gơ nè. Làm lại liên chạm mới cho anh em, làm lại liên chạm thứ hai cho anh em ơi. Khó anh em ơi, pha vừa rồi cố gắng giữ mà tự nhiên nó chết cái kiểu Khải không hiểu á. Nó kéo vô cái cục nó làm cái bum chết luôn. Chứ đâu phải tự nhiên bị chết kiểu bị chết yếu anh em. Chứ đứng bên sau mà Khải đâu ra trước đâu. Mà nó chết là nó chết thôi chứ bây giờ biết sao. Rồi đang định cộng lát điểm. Kinh công ra đâu quá. Ui da. Đâu ra, đâu sau lưng đâu vậy. Trời ơi, đâu ra mất sau lưng đông vậy trời. Ui da, ui da, đâu. Đồng quá. Không chạy nổi luôn trời. Trời. Cành quá nè. Ôi, mới vừa rồi top 1 nè em ơi. Mới vừa rồi Khải top 1 đến top 2 à. Hiện tại đang tranh giành với ông Lâm Rio. Anh em ơi, top 1 2 3 là có tiền nha anh em. 1 2 3 thì anh em trên kênh sẽ donate thì nói chung là được thì cố gắng, còn không được thì top 4 top 5 thôi. Chứ giờ cố gắng mà không được thì cũng chịu anh em. Chứ sao mà biết được đường đời sẽ đi đâu và biết sẽ nó sẽ về đâu anh em. Không có biết được tại vì tổng kim nó hên xui lắm. Như hôm qua thì đánh top 5 anh em, hôm qua Khải top 5 nha. Hôm qua Khải top 5. Mỗi bên 100 gần 100 người rồi. Đến cuối trận ở khi lên đến gần 160 bạc anh em. Đầu trận thì hơi ít, cuối trận hơi đông. Đó, vô keo. Ôi da, ý da, ui, lắc vô em. Vãi thiệt, ui da. Lắc. Quá đâu quá. Chạy. Tấm 1 nha anh em. Khải đang tấm 1 nha. Anh em xem điểm nè. Đang tấm 1 nha anh em ơi. Đâu. Đang tấm 1, cứ bình tĩnh. Đâu, trời ơi, chạy không kịp. Khá lâu lâu, khá đứng lại, khá bút cho xe nè. đi chung đi lẻ không dám đi nữa mày, đi lẻ giờ chết lắm. Mình yếu sinh lý mà. Mình phải chờ đám đông mà đi theo mình ké mạng nè. Mình đứng sau mình chém thôi. Ờ thứ gì chịu nói nhờ à, ông chưa đổi tên.
Ông Lâm Leo là người khác nè em ơi. Lâm Leo là một người khác. Thứ gì vừa nói đang đứng trước Khải nè anh em. À Khải cứ tưởng ông đổi tên chứ. Không được, không được, không được, không được, không được, chạy, 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 không được, không được. Đâu quá, đâu quá, quá. Đâu rồi? Đâu? Rồi, đâu vậy? Ôi da, ôi da, ôi da. Đâu, 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 đâu. Trời ơi, không giết được ai luôn em ơi. Pha này nhỏ vậy. Gần hết rừng máu rồi, chưa giết được ai. Chọn, 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 chọn. Chạy, 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 chạy. Rồi, chọn luôn rồi. Ui da, ui da, ui da. Chạy không nói luôn anh em. Trời ơi, cành quá. Ông kia cũng lên rồi, nhanh quá. Pha này mình đang không được ai luôn em, anh được có 7 mạng rồi. Không có ai luôn em, có mấy người vậy, sao mà đánh. Trời ơi, nghe mi mình chết nữa ta. Mi mình giờ chết quá. Trời ơi, đông vậy. Anh hành rồi, đã hết rồi. Trời ơi, đâu, 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 đâu. Chọn, ôi da, đâu đâu đâu. Chọn chạy không nổi luôn kìa. Vãi nồi, vãi nồi. Hơi buồn máu rồi. Trời ơi. Chết. Còn tí máu. Rồi, tập 4 rồi, tập 3 rồi. Đồ kinh quá. Anh em đang xem thì cho Khải một like, chia sẻ dùm video nha anh em. Hiện tại 400 anh em đang xem thì cho một like nè mày. Rất tốt năm rồi. Anh em phải chém vái cá lên lại thôi. Đụng ông Lâm Leon thì nhận chém gơ quá. Ra cổng đi, ra cổng dễ ăn điểm hơn em ơi. Không luôn thì Khải thấy đánh cổng dễ ăn điểm hơn. Đi ra hai cánh không ăn thua. Cố gắng chạy vô góc rồi đứng đàm rồi nè. À, chạy chạy không ổn không ổn không ổn không ổn. Đâu hết rồi, chết hết rồi. Ổn ổn ổn, cánh đất rồi. Xe chết hết rồi, xe Khải chết hết rồi. Ok. Đang chờ xe ra anh em ơi, xe chết hết rồi. Ui da, chạy 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 chạy. Ôi xem chân vậy. Ui da, ui da, đâu qua. Ui chạy không nổi luôn em ạ. Nó dính làm chậm chạy không nổi luôn em. Slow motion vãi lên luôn. Chạy mấy góc này em ạ. Góc này nó phá gơ quá, phá giáp gơ quá. Rồi đâu hết rồi.
Đỡ xe đang làm loạn vậy. Đỡ xe đang làm loạn vậy. Hết máu rồi. 19 mạng anh em ơi, nhìn mua máu không? Máu không? Hiện tại đang lên lại liên trạm 19 rồi nè. Rồi ta, đâu ok ok. Thằng này cho được anh em ơi, thằng này cho được anh em. Như bị thì lát rồi vào đây người ta. Đứng dưới vẫn bị chín đam kìa. Ôi, ngày mai mình chết nữa ta. Ngày mai giờ chết vậy. Đam định anh em ơi, con lôn thì nó cái phạm vi 512 á. Mình đam về phía trước thì nó hình xui, nó trúng ai nó trúng anh em ơi. Cứ đâm đông là mình đam thôi. Bây giờ gấp thì cũng chọn rồi. Cái việc còn lại là mình quất thôi em. Quất còn nhồi máu thôi. Đủ đam không giết ai kìa. Hai mươi mạng rồi, còn lên xíu rồi, kiếm mạng rồi sao lâu vậy? Rồi đánh mạnh nhà nó luôn này, ngon này. Cứ đứng sau rồi, ít khi dám ra trước này mà ra trước giờ chết lắm. Đó, anh em thấy mạng không? Đứng sau một con mạng được này anh em. Ấy da, ấy da, ấy da, ấy da, có vẻ như cứ không đâu, 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 chạy, chạy, ở sau lưng, móc đít. Móc đít ra, giết mấy thằng sau lưng, giết mấy thằng sau lưng. Giết mấy thằng sau lưng nè, móc đít này, móc đít này, móc đít này, móc đít này. Móc đít này, chạy đi đâu con sâu, chạy đâu. Ôi, top 5 rồi, kinh quá, má cha đánh kinh quá. Lên đâu rồi, còn chết rồi, lên phụ còn chết gái, không có ai hết ta. Chỉ có nhiêu là đứng đam người ta, đâu hết rồi. Chưa có tên đẹp, chưa có tên đẹp, đứng này mà sống, đứng này mà sống. Đứng này mà sống. Khả năng tăng sức mạnh 110 năm ơi. Đứng đây mà sống. Tại vì vào tống kim này, Khải cánh full leg nên là Khải cũng không tăng sức mạnh nhiều. Tại vì đợi Khải muốn nhòi máu lên cho nó khỏi chất yếu nè. Ôi, không ổn, không hết mana, hết máu rồi. Thôi, liên chạm 29 rồi. Đó, liên chạm 29 rồi. Trời ơi, liên chạm 29 rồi nè. Hiện tại liên chạm, ui, ông Thứ gì dùng nổi liên chạm xấu xấu rồi, gơ vãi. Thiên nhẫn nè, thiên nhẫn auto tấm 1 á. Khải vô nhà đi còn cộng chính không được đúng không? Đi còn khác rồi, có ai đánh không? Đi nha. Trời ơi, con nghe mi chữ mình không chịu nổi luôn nè. Cho người mình xuống ngựa đi. Rồi, đi cổng này thôi. Rồi, không chết ai ta. Đâu vậy? Rồi, chết rồi. Ba mươi bốn mạng rồi. Trời ơi, đủ xanh. Ngày mi mình chết rồi. Ủa, ngày mi giờ chết quá, yếu quá. Rồi, đánh cộng chính đi. Chó này mày, chó liên tục này. Chó là Khải đứng luôn, Khải không đánh được. Anh em thấy đang đánh hư, nó đứng im không? Đứng im là bị chó nè. Đứng im là bị chó. Chỉ có nước đánh cộng chính là ngon em ơi. Đi mấy cái cộng kia không ăn thua. Cộng chính là cảm giác ăn nó sướng hơn.
Trời ơi, đâu đâu đâu. Chạy. Kim chạm 35. Đột ít quá, sao kim vô giao tranh nhanh nhanh bay vào ta. Rồi anh em thấy được ý không? Vô tụi nào là muốn bay tụi đó rồi. Ui da. Chạy. Trời ơi, tôi chạy gì đâu mà. Mất liên chạm 35 buồn quá. Trời rớt top 6 rồi, tầm này căng quá. Tấm 3 mạng. Hiện tại thiên nhẫn tấm 1, thiên nhẫn tấm 2. Ở Châu Chí Nhược chắc là ông này thấy yên rồi. Bốn mạng. Trời đó, top 8 rồi. Chém gơ quá. Cha này két gơ quá. Nói chung ai cũng cao thủ cả anh em. Chứ không phải một mình. Anh cộng chính thôi anh em. Tại vì Khải thấy cộng chính ăn được là cộng chính nó vừa có điểm hơn anh em. Cộng chính mà ăn được là vừa có điểm và cố luôn. Cộng chính là vừa ăn điểm nhất luôn á. Tại vì nó đông người á. Mới kẹp vô cổng là thấy thủ cổng rồi. Chín mạng rồi nè mày. 12 rồi. Nói chung là chém hơi bị ngon ấy, biết đâu nè. 14, 15 rồi. Ấy da, ấy da, đâu, có bộ âm khăn lôi mà. Âm kháng tất cả này. Âm phòng thủ này, âm kháng lôi luôn em. Khả năng cắt 3 bùa nha em. Con em đọc khả năng cắt 3 bùa nha em. Em đọc khả năng cắt 3 bùa nha. Liên chạm 20 nữa rồi anh em ơi. Top 2 rồi nha. Khả năng top 2 nha em. Rồi giữ liên chạm này. Đó. Anh em thấy chưa? Top 2. Giờ đâu hết rồi. Đâu hết rồi. Thì có mấy người vậy trời. Không được đâu, nếu cầm 210 súng mạnh đam vô xe người ta tự chết anh em. Đam vô xe tự chết anh em. Server này server kéo xe á. Nói chung là mỗi người một cách chơi thôi. Còn anh em tăng sức mạnh nhiều thì anh em dễ chết. Còn anh em tăng máu nhiều thì anh em trâu thôi. Anh em thấy nãy Khải chết mấy cái 7 lần không? Anh em thấy nãy ai đánh nửa tiếng mới chết 7 lần không? Mỗi người một cách đánh thôi anh em. Tại vì vào này thì Khải em cắn lắc cái đủ cái lượng đam thì tầm này full lắc là đam là ok rồi anh em. Chủ yếu là mình có kết thúc được hay không thôi, chứ còn kết được với máy ông kia hay không thôi, chứ còn cả thấy là nó cũng bình thường. Chạm 25 rồi nha anh em. Đang top 2 nha. Đâu rồi? Anh em nào nói bơ ca gà thì anh em cứ vào đánh đi anh em. Anh em vào đánh anh em lấy top cho Khải xem đi anh em. Và tất cả 500 anh em đang xem này anh em. Anh em nào nói bơ ca gà thì cứ vào đánh đi anh em. Nên lại liên chạm 34 nha anh em. Chuẩn bị lên cái là 35 này. 35 rồi, vừa mua máu rồi đẹp này. Rồi 35 này, vừa mua máu này. Đây, thấy chưa? Liên chạm 35 nha anh em. 2 lần 35 rồi đấy. 2 lần 29, 2 lần 3 lần. 2 lần 29, 2 lần 35. Trên 18 mạng, hạng 2. Còn thứ gì chịu nổi là thiên nhẫn rồi. Ông này thiên nhẫn là đánh auto top 1 là. Nói chung nói thiệt anh em, trong này á, thiên nhẫn đang khá là mạnh. Rất là mạnh luôn, không phải là khá nha nè.
Tầm này thì Khải chỉ ngán Thiên Nhẫn thôi, ngán Thiên Nhẫn thứ gì chịu nổi thôi. Anh em có xem kênh Khải thường xuyên em biết thứ gì nổi là một trong những Thiên Nhẫn BK tống kim auto top 1 rồi. Trừ khi ông này mà cúp điện thì Khải mới ra top 1 anh em. Ông này cúp điện thì may ra Khải top 1 anh em. Còn kiểu này kết thì ông cũng khó, nhưng mà vẫn cố gắng đến cùng anh em. Đến đâu hay tên đó anh em. Đâu liên chạm 43 rồi nè, liên chạm 43 rồi nha. Nói chung là theo mà cái cách đánh thì Khải thấy là con lôn nè, con lôn thì nó chỉ cần đánh cộng chính thôi, thầy Khải thấy nó quá đẹp rồi, chứ không phải như đường môn, như cái phiên bản Đại Tung Sơn của Khải á, phiên bản Đại Tung Sơn bên phiên server cũ cái Khải chơi á, là Khải đánh đường môn lúc nào cũng tốt anh em. Thì đường môn á thì Khải thấy đi cánh rất đẹp. Còn con lôn này nó lại khác. Con lôn giỏ đang thì nhận thì Khải thấy cứ đi cánh cộng chính mà phang là đẹp anh em. Cứ cộng chính mà phang là Khải thấy nó lên điểm dìu dèo luôn anh em. Đại liên chạm 46 anh em ơi. Đâu. Rồi mua máu nè mày, Thiên Chạm 46 rồi. Độ Lâm Rio cũng là Thiên Nhẫn nè, Lâm Rio cũng là Thiên Nhẫn nha. Miếng băng này cái hiền sói còn đâu hết rồi ta. Ui da, đâu rồi. Chín rồi. Không ổn nè, đánh cổng này không ổn, đánh cổng này cảm giác nó bị tù quá. Đánh cổng này, ok anh em lên đi, đủ phụ cái anh em, quá một nãy một mình đánh này khổ vãi nồi luôn. Phụ này đứng này làm gì, giết luôn nè, để chi. Trời đâu chết hết rồi, anh em đâu chết hết rồi, liên chạm 56 rồi, còn lại mớm máu anh em, đánh này mất ít máu thôi, anh nghĩ quá rồi. Tấm một à, Thiên Nhẫn anh em nha, mi vô tầm này. Số 1 Thiên Nhẫn nè em ơi. Ôi dạ. Liên chạm 58 rồi. Cố gắng top 1 liên chạm nha em. Cố gắng top 1 liên chạm nha em. Không biết là có được hay không, nhưng mà trên tinh thần là Khải sẽ cố gắng lấy top 1 liên chạm. Là liên chạm cao nhất anh em. Ô, vào góc này khó đánh quá. Biết chết rồi. Khó đánh quá, góc này khó đánh quá. Góc này không đánh được rồi. Vô đến đoạn này là không đánh được em ơi. Không đánh được. Thôi, giờ tìm đường đánh em ơi, đứng kiểu này không ổn rồi. Không,
Vô đi anh em, đúng rồi, vô được kìa. Chém chết bà đi anh em, đúng rồi, nát rồi nè. Sống lâm rồi anh em, cố gắng một liên chạm nữa, top 1 liên chạm. Không ổn, ổn. Ui, chạy chạy chạy, đủ sao đông vậy. Chạy chạy, mất liên chạm, trời ơi, đông quá. Số 8 rồi, trời ơi, đông vãi rồi. Vô vô, vô hỗ trợ ngay. Yeah, yeah. Chạy 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 chạy, không ổn, không ổn, đông quá. Trời đông quá nè mày. Sao trời đấy, có quân lên liền nè, có quân lên là đánh, đủ xanh có một mình cho đánh. Vô anh em, đó, đậu xanh, sống này, sống này. Quýnh mang thiền nhận giờ thì, quýnh mang thiền giờ thiền nhận lên, quýnh mang thiền giờ thiền nhận lên. Đâu, đâu, ôi da, ôi dồi, sẽ mất liên chạm 71 rồi, bà mẹ nè. Hết rồi. Chạy 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 chạy. Hết máu rồi. Phải hết máu rồi nè mày. 71. Trời ơi, kinh quá. Không biết giữ được top không. Hiện tại hai thiên nhẫn nè mày, hai thiên nhẫn đang lấy hai top rồi. Hai thiên nhẫn lấy hai top rồi. Trăng nơi thành thành sơn. Ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lần xưa. Jack Dante mặt cười. Ok, thầy chùa trẻ hai mái này. Ủa, thầy chùa trẻ hai mái donate ở đâu anh em ơi? Hello anh em nha. Hiện tại top 3 rồi anh em. Rồi, sợ rất tốt quá anh em ơi. Lên lại top 2 cái coi. Cảm ơn này. Cảm ơn anh em nha. Bà Tân là con lông đao anh em ơi. Bà Tân là con lông đao. Bà Tân con lông đao. Trời, kiểu này không giao tranh khó đánh nè. Nhấn lên tí nè. Trời, ngày 10 chết là máu khoảng 3k. Trời ơi. Cứu. Cứu cái, đúng rồi. Trời xem chết vãi rồi. Mất xem chết, mất liên chạm anh em, vãi thiệt. Trời xem chết vào đấy, đúng hai like luôn anh em, hơn vãi chứ. Đường môn xây các kiểu, tí nữa to rồi, mất liên chạm à. Liên chạm 74 anh em, hiện tại Khải đang liên chạm top 1 liên chạm rồi anh em. Đang top 1 liên chạm đó anh em. Người xem đông vãi à. Công thành chắc 1.000 người à. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều nha. 500 anh em đang xem, anh em cho Khải một like anh em ơi. Tại Khải đang top xuống top 3. Rồi không biết được giữ được top để lấy donate của anh em không đây. Top 1 là 3 củ, top 2 là 2 củ à. Top 3 là 1 củ rồi. Anh Quang Phạm donate là top 1, top 2. Ui, quá trời, nhưng mà không biết lượm được hay không anh em. Chủ yếu là trên tinh thần thôi, nhưng mà được thì donate còn không được thì thôi nha anh em, vui vẻ mà. Chạy lộn xạ vậy. Liên chạm 79 rồi. Ở lần này đi 3 giờ đi. Đi cộng 9 nó kẹp cái cộng vô nó khó đánh quá. Không đánh được nữa anh em. Nhưng mình phải lựa cái hướng khác mình đi thôi. Đó, hướng này cũng ngon rồi anh em. Hướng này cũng ngon rồi anh em. Hướng này cũng có mạng ngon rồi anh em.
Vậy tí chót này. Xuống phụ cánh dưới. Xuống phụ cánh dưới đó. Phải nói nhồi máu nè em, không nhồi những to này. Đó nói chung khả nhồi máu tây á, chứ không phải auto nè. Trời đó top 4 rồi, bà Tân lên rồi em ơi, canh quá bà Tân, canh quá. Bay 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 bay, không ổn, không ổn. Chạy. Help me. Tăng quá, anh em nó hết rồi. Trời tập 4 rồi, bà Tân. Không biết lên được bà Tân không đây. Help me. Trời đâu hết rồi, nhưng mấy người bà ta. Sao mà đánh được. Đứng lại cái nước tôn anh em ơi, chạy 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 chạy. Không ổn, ổn. Chết người mi rồi. Liên chạm 89 rồi năm. Cố gắng liên chạm 100 làm kỷ lục nha năm. Cố gắng liên chạm 100 làm kỷ lục luôn nha năm ơi. Còn 9 bình máu. Trong vòng 9 phút nữa. À, liên đạn 90 rồi. Chạm 90 rồi. Kỷ lục 100 liên chạm rồi năm ơi. Còn 8 bình máu. Cố gắng kỷ lục 100 liên chạm. Dạ đâu? 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 Đâu 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 anh em ơi, thay em một tiếng. Tha. Rồi thay em gắn ơi, đụng xong. Cố gắng liên chạm 100 anh em ơi, làm kỷ lục luôn nha. À, liên chạm 94 rồi. Trận tổng kim 21 giờ mỗi bên 120 người nha anh em. Rồi ok. Lập kỷ lục của Võ Lâm Dương Kỳ luôn. Liên chạm 100 trận tổng kim 21 giờ. Đó, hiện tại bây giờ khả 94 mạng rồi. Đánh hết cuối trận thì khả giờ liên chạm bao nhiêu? Không lên được bà Tân. Bà Tân này hết làm vlog rồi. Bà Tân này hết làm vlog rồi, bà Tân này chuyển sang đi tổng kim rồi anh em ơi. Còn 7 phút nữa mày, cố gắng Khải sẽ lấy cái kỷ lục liên chạm tống kim, trận tống kim đông nhất của Võ Lâm Trường Kỳ. Rồi, đâu hết rồi, kiếm này không ổn rồi, vô. Không ổn, không cố gắng lập liên chạm 100 liên chạm nha nè. Cái này khả người chắc lập liên chạm chắc hợp lý nè mày. 95 rồi. Trận này nó khó, rất khó đánh tại vì rất đông người. Anh em nếu mà anh em có chơi tống kim thì mỗi vào buổi tối hàng tuần hàng ngày thì anh em cứ 9 giờ thì anh em tập trung lại đánh tống kim vui vẻ sau giao lưu sau những ngày làm việc rồi. Thì anh em chỉ có một trận tống kim này là trận tống kim vui nhất trong ngày thôi nè. Mà không biết lên được top 2, top 3 hôm nay. Trời ơi, thua bà tăng 1k điểm nè mày. Top 3 mới được Donet nè mày. Top 3 mới được Donet nè mày. Top 3 mới được Donet nè mày. Yeah, đông vậy. Trời ơi. Đông vãi nồi. Đông vãi nồi. Trời ơi, giờ cái nát chết hết rồi. Help me đâu hết rồi em ơi, bà con cô bác. Rồi, đặt kỷ lục anh em ơi, 105 mạng rồi. 105 mạng rồi.
Cố gắng lên top 3 rồi, dành của bà Tân rồi, còn 5 phút cuối nè mày. 5 phút cuối nha. 105 mạng rồi, 105 mạng rồi. Trời ơi, slow motion đánh không nổi luôn nè. Thằng nào đánh mình chậm đâu vậy? Ấy da, ấy da, ấy da, ấy da. Ấy da, ấy da, đâu, 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 đâu. Đâu, 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 ui da, nghe mấy tạ nè. Ui, nghe mấy tạ. Trời ơi, trời, trời, trời. Rồi, chạy mua máu rồi. Rồi, đánh 4 phút cuối. Trời ơi, thua bà Tăng 400 điểm à. Con lông này cắn lắc thì đạt top 201 anh em ơi. Một trong những tốc độ khá là mơ ước của các cao thủ vào lông. Đạt top 201 anh em. Đây. Đạt top 201. Đại Khải đã làm được kỷ lục trận tổng kim 21 giờ. Mỗi bên 120 người. Khải giết 105 mạng liên chạm rồi anh em ơi. Trăm điểm xấu à. Đâu 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 như vậy. Má được muộn xí đâu rồi. Mấy phút cuối nè mày, mấy phút cuối cùng. Kỷ lục rồi nè mày, kỷ lục nè mày, video này kỷ lục nè mày. 600 anh em đang xem cho Khải một like chia sẻ nè mày. Rồi em biết lên được top 3 của bà Tân không đây? Tại bà Tân đang giành Khải top 3 rồi em ơi. Cố gắng giành top 3 nè em ơi. Top 3 lấy cái top này em ơi. Ui da. Top 3 đâu ra vậy? Thôi xong tôn. 113 mạng kỷ lục. Trời ơi. 113 mạng liên chạm nè em ơi. Rồi cố gắng còn phụ mấy phút cuối nè. Cố gắng lên top 3 để lấy donate của anh em này. Thu về tăng chỉ 300 điểm thôi này em ơi. Không biết lên được top 2 cho này em ơi. Không biết lên được top 3 cho này em ơi. Vừa chọn 200 bạn luôn rồi. Chọn 200 bạn luôn đẹp này. Top 3 mới được donate anh em. Top 3 mới được donate này em ơi. Top 3 mới được donate nè mày. Trời thua bà Tăng gần 1k 800 điểm trời. Nhiều vậy. Á à, chiếc màn cái này mà vẫn thua bà Tăng nè mày. Top 4 rồi, nhỏ quá. Ờ 27 giây cuối cùng. Của trận tổng kim. Ui da, lắc đá mình vô kìa. Bánh mì cà phê rồi, phải đó chất liên chạm buồn quá. Rồi, xong. Ôi xa, top 4 em ơi. Không giữ được top 2, top 3 rồi. Trời ơi, cái top của anh em. Rồi, ok anh em, cái trận này liên chạm quá đẹp anh em ơi. Giết, nói chung trận này đi vào kỷ lục của Võ Lâm Trường Kỳ. Võ Lâm Trường Kỳ đó anh em. Trận tổng kim mỗi bên 120 người. Khải giết được 203 mạng và liên chạm 113 mạng và chỉ chết 8 lần anh em ơi. Đấy, trận game này đánh khá là thành công, khá là hợp lý, nhưng mà điều vấn đề là không lầm được cái top 2, top 3. Để anh em có thể donate chỉ thua khoảng vài trăm điểm thôi anh em ơi, khá là đáng tiếc. Khá đáng tiếc này anh em ơi, anh em xem này, quá tiếc này anh em ơi. Anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ này anh em ơi.